Nè, quay xong rồi làm sao lưu vậy? Nhóm thứ hai. Chờ nhìn, chắc cứ tắt lên. Nào, yêu cầu của nhóm thứ hai đi. Đứa này nhóm hai vậy? Nhóm hai. À, ai nhóm hai? Long với Long với Sang. Này nè, quay xong rồi sao lưu lại vậy? Giờ nó vẫn đang quay.